Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nhé. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt ca ngày luôn. Các Famis nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây chắc đã xây. Mặt nhà đây này ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Mặt nhà kia này chuột đã ăn ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Cho con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây.
Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò và cái xương nhỏ đã khiến con chó lo lắng cho con mèo và giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đàn ông ở đây rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đây là linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Người nông dân ở đây đều cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la cà làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Ở đây con ngựa với chó săn và sừng. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la cà làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Các Farmies, ngày hôm nay thật đẹp, tất cả chúng ta hãy đi sở thú nhé. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, đôi tay to và cái voi lung lung lay. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Khi đột kìa nó gai sốt sốt soạt, nhảy lên cao và gai sốt sốt soạt. Trèo đuôi lên cao nó gai sốt sốt soạt, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Ở đằng này con gấu ấy điên rồi, chiếc áo đen của anh ấy quá quá nặng. Đừng lại gần đến đó quá quá gần, không nên cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên
yên yên ngồi, bắt chú ca nó kêu yên yên ngồi. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên yên ngồi, chúng tôi ca ngày ở đây. Giờ thôi chúng tôi đi, 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 thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Giờ thôi chúng ta đi, đi nào. Mình đùa cả ngày và đã buồn ngủ rồi, ở trên xe hơi và giấc muốn đi ngủ. Sẵn sàng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta cả ngày ở đây. Giờ thôi chúng tôi đi, 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 thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Giờ thôi chúng ta đi, đi nào. Một buổi sáng thật đáng yêu, hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cứu rồi đó, bây giờ làm sao. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cứu rồi đó, bây giờ làm sao. Bữa sáng đã sẵn sàng, sữa và nhiều nước cam, bột ngô với ngũ cốc nè, có thể chọn thức ăn. Ngủ thật là ấm, con muốn ngủ qua, con muốn được ngủ ở trên giường ngay khò khò. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cứu rồi đó, bây giờ làm sao. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con cứu rồi đó, bây giờ làm sao. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con đừng cố rồi đó, bây giờ làm sao. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con đừng cố rồi đó, bây giờ làm sao. Mập con. Cá mập con. Cá mập con. Cá mập con. Cá mập nhỏ, cá mập nhỏ ở đại dương. Cá mập nhỏ hãy đến đây. Cá mập nhỏ bơi xung quanh. Cá mập nhỏ đừng chậm lại. Cá mập nhỏ đu 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 đu. Cá mập nhỏ chúng tôi yêu. Cá mập nhỏ đu 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 đu. Cá mập nhỏ, cá mập nhỏ chúng tôi yêu.
là vui quá đi. Bơi quanh này bé cá mập với cuộc sống yêu thương đây này. Bơi xung quanh vòng quanh ở cây gia đình này. Cá mập cha bơi nhanh ghê. Cá mập cha chờ đêm cuối. Cá mập cha chẳng nghỉ ngơi. Cá mập cha bạn tốt ghê. Cá mập nhỏ đi 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 đi. Hẹn gặp lại lần sau. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi.
hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mù hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên sức đu trong mùi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước tơ nghẹt mùi, mình chẳng thể dừng được nữa, nào chiếc khăn tay đâu, chẳng có một thứ chi. Ô tôi phải làm gì đây, tôi sẽ vượt qua thôi. A chu, hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mù hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Mình thư mọi thư tơ nghẹt mùi, bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian, bạn đã bị sốt rồi, hãy uống thuốc. A chu, hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mù hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, a chu, hãy tránh xa, a chu, vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. A chu. Mommy, nhìn em bé ngủ này. Hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời, mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng hót một lời, mẹ mua cho em chiếc nhẫn kim cương.
con ngọt ngào. Sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Này các famis, nhìn con tàu tuyệt đẹp đó kìa. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Và ổ tơ ca tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong cabin tàu này ta đang cầm tay. Cánh buồm trên đó là tấm lụa, cột buồm làm băng vàng tay. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Bông và 20 thủy thủ đoàn họ đứng ở giữa sân kia. Bông và 20 chuột trắng tươi dây chuyền trên cổ thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt với chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạc quạc. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Đi nào, các Famis đang có một buổi trình diễn trang phục trái cây. Mình là một trái táo đỏ, mình thật là bóng. Có thể ăn ngay ở đây, đi về phía trước nào. Mình là quả chuối này, vừa ăn của bán đông. Ngon không nào bạn, đừng quên bóc vỏ nhé.
cùng đón những lời chào nào. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác.